Vâng, em xin chào các bác. Này, em xin chào mừng các bác tiếp tục trở lại với kênh của Nguyên Vũ. Vâng. Đấy thì là hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác ở đây là một vài cái cặp loa. Đấy. Mini, vâng, loa mini của Onkyo của Đền Đông để các bác về chúng ta sử dụng nghe nhạc nhé. Đấy, chủ yếu hôm nay là xả là chính. Đấy. Cái cặp loa này nó về thì đây tình trạng của nó là hầu như là nó sẽ bị thiếu ê căng. Đấy. Với loa thì là quá trình vận chuyển về thì chẳng may nó có sứt góc sứt cạnh một xíu thì em bán rẻ cho các bác nào ai chúng ta không quá quan trọng hình thức mà chúng ta chỉ cần chất âm nhá. Ok, bây giờ em sẽ đi thẳng vào luôn các cái loa luôn nhé, thì bác nào ưng đôi loa nào thì alo cho bên em nhé. Đấy thì đầu tiên ở đây là một đôi loa của Onkyo, nó có mã là con SX7 nhé. Các bác nào ai lấy cái đôi loa nào các bác chụp ảnh lại và gửi Zalo cho em nhé. Đấy, nhiều bác vào em ơi anh lấy đôi loa 690k, em ơi anh lấy đôi loa 700k, em ơi anh lấy đôi loa 750k, nhưng em cũng chả biết cái mã nào nó gì, mặt mũi ra làm sao, bởi vì nhà em quay rất nhiều video đấy, nên là các bác nếu chỉ đọc mỗi cái loa như vậy thì em sẽ không thể chốt đơn ở với các bác được. Đấy, các bác phải hoàn toàn thông cảm, bởi vì là thật sự luôn là không thể chốt đơn được kiểu đấy được, bởi vì là khi mà các bác gọi sang hỏi mỗi cái loa như vậy thì có hàng tí tỷ đôi loa như thế đúng không ạ? Tí tỷ thì nghe có vẻ nó hơi quá đáng, nhưng mà nhà chục đôi loa như vậy, hai mấy chục đôi loa như vậy là có. Đấy thì các bác nói mỗi như thế thì em gửi cho các bác cái đôi loa Sony 700.000 là các bác lại là chốt đôi loa Onkyo này thì có phải về đấy tự nhiên thành cãi nhau không ạ? Nên các bác ai lấy cái đôi loa nào thì chụp ảnh lại cho em, hoặc là phải nhớ được cái mã của nó. Ví dụ như con này là đây, đôi loa DSX7 đấy, 800.000 đây. Đấy thì bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhé. Đôi này thôi bán 750.000 nhá, bác nào mua thì liên hệ nhá. Đây đôi loa đây, nó về hình thức của nó đây. Đấy. Đúng không ạ? Đây. Đấy. Đôi này thì là nó về nó mất dây căng này, với lại đấy nó có một vài chỗ nó xước sát đây. Đấy. Cứ sẹo tí do quá trình vận chuyển này. Thôi em bán là 750 thôi. Để bác nào mua đi cho bên em nhé. 750 đôi này. Này bán xả luôn cho các bác đi. Bình thường các cái đôi này là em toàn 900 đấy. Này, nếu mà kể nó không đẹp, hàng đẹp nó 1,2-1,3 đi. Hàng không đẹp em bán 900 thôi, hôm nay em bán xả nhanh nhá. Mùa hè nóng lực bán xả nhanh nhá, 750 để bác nào mua đi nhá. Để bán cho nó xong đi để em còn lấy đôi mới 750 nhá. Đôi mới đang về. Dọn bớt cho nó đỡ chật nhà. Lại 750 nhá. Đấy, tiếp đôi này là đôi Đền Ông ME 33 này, đây đôi này đây, nó về đây. Nó mất dây căng là một này. Cái thứ hai là đấy, có một vài chỗ nó bị sứt đấy. Lại quá trình vận chuyển nó về. Đấy, đằng sau con này thì đẹp này. Đấy, nhưng mà đằng trước thì này thấy mới đau. Đằng trước con này bị một phát va, chắc là ông nào vận chuyển để rơi rồi. Rơi đúng cái góc. Thấy mới đau. Này, con này thì đây. Đấy, con này thì để đằng sau đây nó hơi bị va ở đây một xíu này. Mã con này là con ME33 nhá, Đền Ông ME33. ME33. Đền Ông ME33. Ok không ạ? Loa này thì là đôi loa này là chiều ngang là 16, chiều sâu là 21, chiều cao 27, loa bát 13 cm, gần cao su mảng giấy các bác nhá. Đây. Này. Thì là 750. Đấy, đôi này thì là đấy, Đền Ông nó sẽ đắt hơn một chút. Vâng, con này thì nó sẽ là 850.000 nhá, 850.000. Loa màng sợi carbon gân cao su đấy. Cái dòng màng carbon lúc nào nó sẽ đắt hơn cái màng giấy nhá. Vì màng carbon là nó chế tạo, nó vật liệu chế tạo của cái màng carbon này nó đắt tiền hơn, nên lúc nào nó cũng sẽ đắt hơn nhá. Đấy, 850.000 đồ đeo. Đền Ông nhá, ME33. Màu xám nhá, ME33 màu xám. Các bác tốt nhất chụp ảnh gửi Zalo cho em là dễ nhất. Đấy, và nếu chụp được cả cái ngày quay thì càng tốt. Đấy, hoặc là gửi nguyên cái link Zalo sang này là chuẩn nhất, link video sang là chuẩn nhất. Thì em nhìn trong cái link video và em nhìn thấy cái ảnh của các bác thì là ra được ngay cái đôi loa nhá. Đấy, 850 nhá. Đấy. Các cái hàng này là các bác nào đấy thì là đều sẽ phải đặt cọc trước một ít nhá các bác nhá. Đấy, em không ship cốt không cọc đâu ạ. Đấy, các bác thông cảm giúp cho, bởi vì nhiều khách hàng là đặt hàng những cái đôi này em bán thanh lý rồi xong thì nhiều khi giữa đường lại đổi ý không đâu nấy. Có mà chết. Đấy, nên là các bác ai nấy thì là chắc chắn kèo cho em thì là cứ chuyển khoản đặt cọc trước để có cái trách nhiệm trong cái việc này nhận và nhận hàng nhé. Còn đâu ở đây là cũng như là em có một tí tiền đặt cọc đấy thì em cũng yên tâm gửi hàng hơn nhé. Còn các bác vào nhận không đúng hàng
giả về cho em sẵn sàng trả lại tiền cho các bác nhé. Đấy. Nếu không đúng hàng trong video đấy nhá. Đấy. Đấy, tiếp theo là còn đâu các bác không nhận hàng, đúng hàng các bác không nhận nhá, thì là lỗi các bác sai, các bác sẽ phải chịu, đương nhiên là cái tiền ship, đương nhiên là tiền cọc các bác sẽ mất nhá. Đấy. Còn nếu như mà lỗi em sai thì em sẽ chịu, em sẽ trả lại tiền cọc cho các bác. Đấy. Đấy, ok. Thì đây là một đôi loa N7X này, hàng này con nói chung con này đẹp. Đấy, con này đẹp, thế căng đầy đủ. Góc cạnh loa còn ok. Đấy. Con nhìn thấy không? Các quạnh nào ok luôn. Đấy. Đấy. Tất nhiên đây là hàng bãi thì nó có thể vẫn sẽ có một vài vết nọ vết kia một xíu xíu, nhưng con này đều rất là đẹp, đẹp hơn, ít nhất là nó đẹp hơn tất cả những cái hai con vừa em vừa quay rồi đúng không? Đẹp hơn hẳn luôn, các bác nhìn là các bác biết đúng không? Đấy, đây là gần như là kiểu con thiên nga giữa một bầy vịt luôn. Đấy. Nghe so sánh có vẻ hơi kỳ kỳ à. Đấy nha. Đó nha, N7X, hàng đẹp. Con này thì là công suất 70W trở kháng 4 ohm nhá. À, loa này công suất 70W trở kháng 6 ohm, loa này công suất 50W trở kháng 6 ohm. Đấy, con này là đây. Con này thì đây các bác có thể thấy là cái dòng loa này của nó là dòng loa màng carbon nhé. Màng carbon bát nõm. Đấy, bát nõm. Gần xếp. Đấy. Và con này thì tiếng của nó cũng rất là hay. Đấy. Lại hàng đẹp như này nữa thì đấy. Các bác biết rồi nhé, hàng đẹp như con này là 1.350.000 nhé. Ok. Đấy. Tiếp ở dưới đây là một đôi loa X7A. Đôi này về thì là còn đầy đủ ế căng này. Chân ế căng chưa gãy. Đấy, chân ế căng cũng chưa gãy nhé. Đấy. Nhưng ở trên cái đây nó hơi bị ấy một tí này, hơi bị rộp một tí xíu ở đây này. Đấy, với đằng sau đây thì nó hơi xấu hơn một chút so với các cái loa khác. Đấy. Cụ thể nó bị sần sần ở đây, nó sần sần tí thôi nhưng không ảnh hưởng chất âm đâu nhá. Lâu ngày thì nhiều khi nó bị sần đấy, cái này nên chuyện bình thường. X7A này thì nó còn nguyên đai luôn này. Đấy, con này thì là có công suất là đi 70W trở kháng 5 ohm nhá. Đấy. Loa thì là chiều ngang 16, chiều sâu 21 và chiều cao là 27 nhé. Kích thước chung của bọn Onkyo hầu như sẽ là 15, của bọn mini này, của mấy con vừa rồi nó đều khoảng tầm ngang 16, sâu 21 và cao 27 các bác nhé. Đấy, sắp xỉ nhau hết. Đấy, kể cả đôi đền ông của tôi cũng thế. Thì X7A đây con này đấy, nó tình trạng như vậy thì em bán là đi 790.000 nhé. Đấy, bác nào mua nữa cho bên em nhé. Đấy, còn đầy đủ ấy căng này. Đấy, bên này là một đôi nữa X7A nữa này, đôi này thì không có ấy căng, em bán 750.000 thôi. Đấy, tình trạng này thì nói chung là đây mặt mũi còn đẹp, mặt mũi còn đẹp nha, giống con này mặt mũi còn đẹp, cả hai con mặt mũi còn đẹp, tuy nhiên đằng sau nó hơi kém. Đấy. Đây đằng sau nó hơi kém này. Đấy. Đằng sau hơi kém. Đấy. Rồi con này nó không có ấy căng thôi, em bán 750.000 nhá. Đấy, bác nào mua thì liên hệ cho bên em nhá, 750.000 thôi, ok không ạ? Đây, tiếp ở đây là một đôi nữa của đền ông này, ME, đây là đời ME, vâng đây là đời ME nhá, con này ME mấy đây, ME55 các bác ạ, ME55 nhé, con này đây đằng sau nó hơi kém này, đấy. Đằng sau hơi kém, đấy, vỏ viết của nó thì nói chung là có một vài chỗ nó chưa được ấy lắm, nó hơi bị xùi một tí, đấy. Hơi xùi màu gà thì đây. Đây. 755 nhá. Đây một nắp ride này, con này thì nó về nó mất ấy căng mất rồi. Em mới cả nó hơi bị va chạm một vài chỗ đấy, các bác có thể nhìn thấy nhá. Đấy thì đôi này em bán là đi 800.000 nhá. Thì bác nào mua điện cho bên em nhá. Đấy, 800.000. Đấy, 755 800.000. SX7A không căng. Đấy, phía sau hơi kém. 750k X7A còn nguyên đai, có đầy đủ ế căng, đằng sau hơi kém, bán 790k. Con N7X hàng đẹp 1.350.000. Đến ông ME33 hơi bị một vài chỗ nó xuất sát nên lại không có ế căng, thì giá nó là 850.000. Đấy, vào đôi X7 này là 750.000 nhá. Đấy. Đấy thì đấy là hôm nay em xả một số các cái cạc loa như vậy, giá nó từ 750.000 cho đến khoảng tầm 1.350.000 nha, bác nào mua điện cho bên em nhé. Vâng, xin chào các bác. Vâng.